sĩ ơi, liệu có hơi quá không? Cái máy xế to thế kia cơ mà. Ừ. Chồng cô cứ lo bỏ trắng răng nhờ. Thế là bây giờ có khám nữa hay không? Dạ có. Khám thì để im. Chắc là của anh ta bé lắm thì. Đừng im. Sao phải ngọ ngoại như thế nhỉ? Dạ vâng ạ. Tại vì lần đầu em khám cái này nên tôi cứ ngại ngại sao ấy. Việc gì phải ngại hả? Tôi khám biết bao nhiêu người rồi, nhìn thấy bao nhiêu cái, làm sao mà phải ngại? Vấn đề gì mà phải ngại? Mà bác sĩ ơi, tôi xem trên mạng ấy, thấy người ta khám khác cơ mà. Sao cách khám của anh chẳng giống ai thế? Rõ ràng khám mấy cái bệnh như này đã không giống người rồi thì tôi phải để khám theo cái cách không giống người chứ. Làm sao mà giống nhau được? Nên nhớ ấy, là phòng khám của tôi nó là phòng khám tốt nhất cả nước, chuyên về mấy cái loại bệnh như thế này. Dạ vâng. Ừ. Ôi, lúc nãy tôi nhìn qua rồi, bên trong lắm nốt lắm cơ. Không biết là hai anh chị hoạt động cái kiểu gì. Này, theo cái trường phái là Điệp Liên Tú đấy à? Điệp Liên Tú á? Điệp Liên Tú là cái gì? Điệp Liên Tú đọc ngược lại là... Thôi, chuyện này xong rồi, đến lượt anh kia. Ra đây. Bác sĩ ơi, thế giờ tôi phải tụt ra. Ô, anh không tụt rồi, bây giờ để tôi tụt cho anh nhé. Thế là tôi khám xuyên quần áo của anh đấy à? Tôi có khám nữa không, anh đi về. À, đây. Theo như cái giấy xét nghiệm này ấy, thì kết quả báo về và cái tôi khám tổng thể ban đầu ấy thì là cả hai anh chị đều mắc bệnh lậu rồi. Ủa? Làm sao mà như thế đó bác sĩ? Thảo nào mấy hôm nay tôi thấy đau buốt chuỗi kinh khủng luôn đấy. Không thể nào. Bác sĩ ơi, anh xem lại giúp em với, xem có nhầm lẫn ở đâu không ạ? Đây này, không thể nào là không thể nào cái gì. Kết quả rành ra như thế này, nhầm lẫn ở đâu? Máy xét nghiệm hẳn hoi, với cả mắt tôi nhìn thấy thì làm sao mà nhầm được? Nhưng mà bác sĩ ơi, làm sao mà tôi bị lậu được? Thế lý do là đâu bác sĩ? Cái này nó khó nói lắm. Thường thì nó chỉ có là lây từ mối quan hệ của các bạn tình, mà các bạn tình đã nhiễm từ trước rồi, thế thôi. Nhưng mà ai lây cho tôi? Thì cô tìm được người lây không bác sĩ? Tôi là bác sĩ hay là tôi là thầy bói mà anh hỏi tôi câu vô tri như thế? Cái việc đấy là việc cá nhân của anh. Vớ vẩn. Anh quan hệ với ai ấy thì anh tự tìm các mối quan hệ của anh để ra soát. Còn nếu không ấy, hai người về nhà tự đóng cửa bảo nhau nhá. Còn tôi là tôi không có trách nhiệm về phần đấy. Bây giờ như thế này, tôi sẽ kê đơn thuốc, anh uống, chị đặt ra bên ngoài gặp nhân viên của tôi. Một thời gian sau thì đây, tôi có ghi ngày, sau đến gặp tôi tái khám. Đây. Cảm ơn. Nói đi, có phải cô lén lút sau lưng tôi ngủ với thằng khác đúng không? Mà anh thôi đi, anh làm như em rảnh lắm ý, mà muốn này muốn nọ, giờ gặp anh còn khó, thời gian đâu mà gặp người khác. Anh không có bằng chứng ý thì đừng có mặt đổi oan cho em. À, hay là chính là anh có tật giật mình đúng không? Ngoài em ra, anh còn ngủ với con nào khác? Anh nói đi. Ừ, ngoài cô ra ấy, tôi ngủ với con khác đấy, làm sao? Con đấy là con nào? Khai mau. Là vợ tôi, vợ ao ấy. Thế em cũng hỏi. Anh nói thế thì tôi chịu rồi. Tôi cũng chỉ là một con vợ pha ke của anh thôi. Cũng chỉ là một con nhân tình, phải lén la lén lút mới gặp được anh. Chứ đâu ai được đường chính với ai đó. À, không được như thế. Nhưng mà em được nhiều cái khác còn gì nữa. Bác sĩ đã dặn rồi, bây giờ phải kiêng quan hệ tình dục. Anh không sợ à? Đây là bệnh lậu đấy, chứ không phải trò đùa đâu. Mà nghĩ cũng lạ, không phải em, không phải anh, hai chúng ta không lây cho nhau. Vậy thì nguồn lây từ đâu? Là chính con vợ anh đấy. Vợ anh á? Chẳng lẽ cô ta cắm sừng anh à? Anh cắm sừng cô ta được thì chả có lý do gì cô ta không làm điều đó với anh cả. Mà với cả vợ anh ý, bề ngoài chỉ kiểu mẫu thế thôi, chứ biết đâu bên trong cũng dơ giấy lăng loàn thì sao? Anh đi đâu về mà có vẻ mệt mỏi thế? Vợ anh ý, bề ngoài chỉ kiểu mẫu thế thôi, chứ biết đâu bên trong cũng dơ giấy lăng loàn thì sao? Anh hơi mệt, thôi em vào phòng nghỉ trước nhá, em ngồi vào này đi. Phòng khám bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Lịch tái khám á? Vợ ơi, điện thoại anh đâu rồi? Phòng khám bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục gửi tin nhắn cho anh là như nào đây? Đã giận là được rồi, bày đặt gửi tin nhắn làm gì không biết nữa. Thế là anh đến đây khám thật đấy à? Anh bị bệnh gì mà phải đến đấy? Anh có bị gì đâu, anh đến kiểm tra thôi. Không bị bệnh gì mà người ta gửi lịch tái khám. Bây giờ anh có nói hay không? Hay là để em đến tận đấy em hỏi đây? Anh bị lậu. Lậu á? Tại sao lại bị lậu? Bác sĩ bảo là có thể lây nhiễm qua vợ. Mà dạo này em có thấy đau rát chỗ đấy không? Ồ nhờ, nói mới để ý. Có thật. Chẳng lẽ nào em cắm sừng anh à? Này, anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh nghĩ vợ anh là người như thế à? Sao tự dưng lại bị cái bệnh đấy được nhở? Đúng là tai bay vạ gió. Em cũng phải đi khám cho nó cẩn thận mới được. Thế thì để anh tìm phòng khám khác cho em nhé. Sao lại phải đi tìm phòng khác? Khám ở phòng anh cũng được mà. Tại hôm qua anh đi khám thì thầy khám không ok lắm đâu. Thôi để anh tìm phòng khác cho nhá. Này, anh đang giấu em cái gì? Đêm mệt không cho em đến được khám đúng không? Có gì đâu, anh lo cho sức khỏe của em thôi. Thôi để anh tìm phòng khác cho. Thế thì phòng khám nào chẳng như nhau? Khám chung một chỗ để còn chữa trị cho cả hai vợ chồng chứ. Em cũng cần nắm bắt tình hình bệnh tình của anh như nào mà. Thế cũng được. Bác sĩ ạ! Bác sĩ! Em chào anh ạ! Cậu là... Em là bệnh nhân, hôm trước đến khám chỗ bác sĩ à? Bị bệnh lậu ấy anh. À... Nhớ rồi! Hèn nào thì quen thế! Dạ vâng. Hôm trước là đi cùng vợ đúng không? Thực ra đấy không phải vợ em, mà là... À... Bố gì? Vâng. Trời ơi. Này, dạ. Được phết đấy nhở? Nhìn đụt đụt như cậu ấy, cả chân trong chân ngoài đấy. Cá quá rồi. Thực ra hôm nay em đến đây là có chút việc muốn nhờ bác sĩ. Vợ em thì phát hiện ra em bị lậu rồi, cho nên là cô ấy cứ nằng nặc đòi đến đây khám ấy ạ. Thì em mong bác sĩ là giấu đi cái chuyện em có nhân tình. Có như hôm trước là em đến khám một mình ạ. Thì... À, đây ạ. Em có chút tấm lòng, có như anh giúp em ạ. Cái sao thế, làm cái gì? Trời ơi, tôi cũng muốn thế đâu. Mà thôi, tôi biết mà. Nghề nghiệp của bọn tôi là phải thương người các thứ. Nên là, đấy là đức tính của bọn tôi rồi. Nên là yên tâm nhá. Dạ vâng ạ. Yên tâm. Tình hình sao bác sĩ? Tôi có bị bệnh giống của chồng tôi không hả bác sĩ? Rồi ơi, Lý Lăng Trạng ở đâu bây giờ về anh lây cho tôi hả? Không phải tại anh đâu. Đúng là vô phúc tôi mới lấy phải cái thằng chồng như anh mà. Đúng là vô phúc thật. Ý tôi nói là ai bị cái loại bệnh này cũng là đều vô phúc cả, đều khổ sở cả. Thế bây giờ bệnh tình của tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Thì... cô mới bị thôi, cho nên là trộm vía nhẹ, không sao cả. Uống thuốc một thời gian là hết. Chứ anh là bị nặng hơn. Còn không như cô hôm trước rồi. Cái cô hôm trước mới là mức nặng nhất. À... Cô hôm nọ là cô nào ạ? À, cái cô bệnh nhân cũ của tôi. Cũng bị lậu nhưng mà nặng hơn hai người nhiều. Nói chung là dạo này cũng nhiều người bị bệnh lậu lắm. Cho nên là chị yên tâm, không việc gì phải mặc cảm cả. Còn cái việc mà là chị trách móc chồng chị cũng không nên. Có thể là trong lúc quan hệ thì vi khuẩn nhiễm khuẩn vào các thứ thì nó gây nên. Chứ nó chồng chị nó không làm gì có chuyện ngoại tình đâu. Trời ơi, cái cha này nữa. Nói dài. Thành nói dài bây giờ. Thôi vợ ơi, để anh đưa em về nhá. Cảm ơn bác sĩ ạ. Này. Cảm ơn. Ừ. Lâu lắm rồi nhá, mới đợi ngày khỏi bệnh. Để ấy với em yêu đấy. Anh tới đấy. Sao mãi anh không thức dậy được thế anh? Anh không biết nữa. Đợi em chút xem nào. Ơ kìa. Lâu lắm rồi mới có cơ hội gần gũi nhau như thế này. Thế mà chỗ đó của anh cứ bị làm sao ấy. Em gọi mãi mà không dậy được. Chả hiểu nữa. Tự nhiên lại trên bảo dưới không nghe này. Bực hết cả mình. Đang hứng thì chớ. Mà thôi, đằng nào mai cũng đến đi khám lại rồi. Mình đến phòng khám rồi hỏi ông bác sĩ xem thế nào. Ừ. Sao tôi lại gặp tình trạng như vậy bác sĩ? Rõ ràng là anh bảo là tôi khỏi hẳn bệnh lậu rồi cơ mà. Bác sĩ ơi, thế có phải là biến chứng của bệnh không ạ? Không biết nói thế nào nhỉ? Bệnh lậu ấy thì cả hai người đã khỏi hẳn rồi. Nhưng mà riêng anh thì lại mắc thêm một căn bệnh khác. Bệnh gì? Bệnh liệt dương. Cái gì? Sao tôi lại bị như thế được? Thì trong cái đơn thuốc mà tôi kê cho anh, trong đấy lại có tác dụng phụ là gây liệt dương. Ôi dồi ôi, thế sao anh không bảo với tôi? Anh chưa lặn què rồi đấy. Vì tôi là người bảo anh ra làm thế đấy. Vợ, sao em lại ở đây? Mà em nói thế nghĩa là sao? Tôi đã biết được anh đi lang trạ đằng sau lưng tôi. Anh nghĩ anh lén lút ngoại tình sau lưng tôi mà không nhận hậu quả gì ạ? Anh đúng là ngây thơ quá rồi đấy. Mà sao em lại biết được? Từ hôm đi khám ở đây, nghe cách nói chuyện của bác sĩ là tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Anh ta liên tục nhắc lại về việc anh không hề ngoại tình và buột miệng nói về một cô gái nào đó, nên tôi không thể không nghi ngờ. Và tôi đã lén lút đứng rình ở phòng khám để xem có phát hiện được gì không. Và đúng như tôi dự đoán. Ui giời ơi, ra đường phải cẩn thận chứ. Đeo khẩu trang vào khám bỏ sao? Em không thích đeo khẩu trang đâu. Thôi ngoan anh thương nhá, đeo vào đi. Xong khi nào hai đứa hết bệnh, mình lại vào cả người tiếp nhá, đeo đi. Đấy, thế phải ngoan không? Đi. Tôi có nhiều tiền hơn chồng tôi rất nhiều. Anh ta cho anh bao nhiêu tiền để bịt miệng thì tôi cho anh gấp 10 lần để anh mở miệng. Bây giờ chị muốn tôi làm gì cũng được. Chị hỏi gì tôi nói hết. Muốn tôi mở miệng bao nhiêu, tôi mở miệng bằng đấy. Chị cần gì nào? Tôi muốn anh làm cho chồng tôi không thể làm gì được với cả con trà xanh kia nữa. Chính tôi là người đã nhờ anh ta kê cho anh cái loại thuốc có tác dụng phụ đấy. Đấy không thể làm ăn được gì với cô ta nữa. Còn tôi, thứ gì người khác dùng rồi thì tôi sẽ không dùng lại nữa đâu. Anh về nhà chuẩn bị ký vào đơn ly hôn đi. Thẻ tôi cho anh, tôi cũng khóa rồi. À, còn một món quà nữa. Anh có biết là nguồn lây bệnh cho tôi và anh là từ đâu ra không? Từ cô bồ đáng yêu của anh đấy. Cô ta vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ sau lưng anh. Đúng là cái mình một lứa. Có thực tế không? Cô dám chơi tôi à? Này, thế là giờ anh có chữa tiếp cái bệnh liệt dương không? Chi phí nó hơi cao đấy nhá. Nhưng mà yên tâm, tôi chữa bệnh này nó là mát tay lắm. Chịu tao đi à? Ừ. Sao thế? Đang ấm mà, cho anh tình cảm chứ. Tự dưng em khát nước quá. Hay anh đi mua nước uống cho em nhá. Thế đứng đây đợi anh một lát, để anh chạy xe mình mua cho nhá. Dạ. Triệu. Ui, Trà ơi, trúng mánh rồi Trà ơi. Không 902. Này, có chuyện gì mà thở đỡ thế? Có chuyện gì đâu ạ? Này, anh mua nước cho em đấy. Uống đi đỡ khát. Anh bảo em uống cái chai nước rẻ tiền này á? Ôi trời ạ, em bảo với anh là em khát nước, mà anh chỉ mua được cho em một cái chai nước lọc 5.000, trong khi người ta cho em được 15 triệu đấy. Ý em là trong khi bạn bè em được người yêu nó cho 15 triệu để mua sắm, thì anh chỉ mua được cho em một chai nước lọc 5.000 thôi. Anh xem như thế có được không hả Lâm? Thì xung quanh đây chẳng có quán cà phê hay quán trà nào cả. Không thì anh cũng mua cho em mà. Em biết đấy, quanh đây chỉ có một hàng tạp hóa thôi. Mà hàng tạp hóa chỉ có nước lọc này, rồi nước ngọt. Em thì đang giảm cân, thế nên anh mới mua nước lọc cho em đấy chứ. Thôi, đúng là người ta muốn sẽ tìm cách, còn người ta không muốn ý thì sẽ tìm lý do. Anh á, đúng là nghèo mà còn lắm lý do đấy. Em thừa biết là từ trước đến nay anh có tiếc em cái gì đâu. Người ta giàu có, người ta có 1 tỷ, thì người ta cho người yêu người ta 15 triệu. Đấy là lẽ thường tình, lẽ đương nhiên. Đấy là chuyện nhỏ của người ta. Nhưng em biết đấy, anh đi làm shipper, lương tháng của anh chỉ có 5 triệu. Mà anh chấp nhận, anh cho em cả 5 triệu. Đấy mới là điều đáng quý chứ. Cái vấn đề ở đây ý, không phải là cho hết hay không, mà vấn đề ở đây là người ta có 1 tỷ, còn anh chỉ có 5 triệu thôi, anh biết không? Bao giờ thì anh mới bằng được người ta hả Lâm? Em chán cái cảnh một túp lấy tranh 2 trái tim vàng lắm rồi. Bao giờ anh mới bằng được người ta? Đúng, bao giờ anh mới bằng được người ta? Nhưng đã bao giờ anh để em phải thiệt thòi chưa? Hả? Em muốn gì anh đều đáp ứng cho em. Em nhìn xem, quần áo, giày dép, túi xách các thứ anh đều mua cho em hết. Có những món đồ còn bằng cả tháng lương của anh, anh cũng chấp nhận anh mua cho em. Đấy, ngay cả điện thoại em đang dùng, anh cũng đang đi trả góp ấy. Như thế là anh không thương em à? Anh đi làm bạt mạng ngoài kia ấy, cũng chỉ mong cho em hạnh phúc thôi. Anh đi làm bạt mạng nhưng chỉ bằng người ta búng một cái ngón tay thôi anh ạ. Bao giờ thì anh mới bằng được người ta hả? Bao giờ thì anh theo kịp người ta đây hả? Nhưng mà anh đâu có muốn nghèo mãi như thế đâu. Người muốn giàu anh giàu luôn được rồi. Anh cũng muốn bằng được người ta chứ. Anh muốn nghĩ cách năm xưa anh muốn giàu có để anh lo được cho em, nhưng anh không thể. Đây, vì chai nước à? Vì chai nước mà em cáu anh thế à? Nghèo là một cái tội hả Trà? Đúng, nghèo là một cái tội đấy. Đối với con gái chúng tôi ấy, thì đàn ông nghèo là một cái tội. Tuổi thanh xuân của con gái được bao nhiêu đâu mà phải dâng hiến cho cái loại trai nghèo như anh hả? Nước này, nước này. Em chào anh ạ. Em là cô gái anh vừa đưa tiền đấy. À, là cái bông hoa nhài mà cầm bãi phân châu đấy hả? Ý anh là sao hả? Ừ thì anh đi ngang qua, thấy em xinh quá mà lại phải đi ôm ấp một thằng đàn ông nghèo hèn, trông không hề xứng với em gì cả. Anh ấy thương em quá nên mới tặng em chút tiền, làm quà làm quen đi mà. À, ý anh là anh muốn làm quen với em á? Nếu em cũng muốn thì tối nay có mặt phòng 269 khách sạn Hoa Hồng nha. Dạ vâng ạ. Lâm, sao tự dưng hôm nay lại đến nhà tôi đột ngột đấy? Tôi có ít việc qua đây, tiện qua nhà bà luôn. Ừ, lên nhà đi rồi nói chuyện. Thôi không cần. Tôi nói này, bà có thể giúp tôi nốt một lần này được không? Ý ông là ông lại định vay tiền á? Lần này lại cái gì nữa đây? Cô người yêu quý báu của ông lại đòi hỏi cái gì? Lại đòi hàng hiệu à? Hay là lại thích đi du lịch? Lần này cô ấy không đòi hỏi gì cả, nhưng mà như thế tôi lại càng lo hơn. Chẳng biết cô ấy cần gì nữa. Bà giúp tôi đi. Này, tôi thấy ông chiều người ông quá nên con bé nó sinh hư rồi đấy. Ai đời biết người yêu lương có 5 triệu một tháng mà đòi cái áo tận 5 triệu vào. Như thế là bóc lột chứ yêu đương cái nỗi gì. Chuyện nó qua lâu rồi nhắc lại làm cái gì. Thôi giúp tôi lần này đi, cho tôi vay thêm vài triệu nhá. Tôi có tiếc ông cái gì bao giờ đâu. Ông là bạn thân của tôi, ông muốn vay bao nhiêu tôi cũng cho ông vay. Nhưng mà ông vay tiền để cung phụng với con bé đấy là tôi không muốn cho vay một chút nào đâu Lâm ạ. Thế thôi, cảm ơn bà. Để tôi đi vay chỗ khác vậy. Thôi, để tôi chuyển khoản cho. Cảm ơn bà nhá. Đúng là chỉ có bà tốt với tôi thôi. Rồi đấy. Chả biết đến bao giờ ông mới hết mù quáng vì tình yêu. Tình yêu thực sự ấy, là hai người cùng cố gắng vì tương lai, chứ không phải là một người thì nai lưng ra làm, còn một người thì chỉ biết đòi hỏi thôi đâu. Biết là như thế, nhưng bây giờ tôi có biết làm gì nữa đâu. Mấy này trả lạ lắm, nên là tôi muốn vay chút tiền để chiều trộn trả một tí thôi mà. Ok, em chuẩn bị đi đâu à? Em có hẹn. Có hẹn sao mà ăn mặc lạ thế? Hở trên hở dưới, với cả hôm nay trang điểm hơi đậm đấy. Anh buồn cười nhỉ? Thế bây giờ em đi đâu, với ai, làm gì em cũng đều phải báo cáo với anh à? À không, ý anh không phải như thế. Nhưng mà ít nhất ra mình cũng là người yêu mà. Làm người yêu chứ phải vợ chồng đâu mà anh đòi quản em. Không, không phải quản lý gì cả. Chắc là em vẫn giận anh về cái chuyện hôm qua đúng không? Quả thực là anh sơ ý khi đã mua nước lọc cho em như thế. Nhưng hôm nay anh bù này, anh mua trà sữa em thích nhá. Đây, uống đi. Ngon chứ? Với cả là anh cũng mới có một khoản tiền. Nếu em thích gì cứ bảo anh mua cho nhá. Em thích gì á? Ừ. Em thích biệt thự, em thích ô tô, em thích nhẫn kim cương. Anh mua cho em được không? Em đùa anh thôi. Làm sao mà mặt anh cứ phải tái mét ra như thế? Chứ em biết thừa, anh dùng cả đời của mình để làm ăn, vật vã, chật vật cũng không thể mua nổi cho em những cái thứ đấy đâu. Đưa đây này. Anh uống nốt cái cốc trà sữa mấy chục nghìn của anh đi. Còn bây giờ ấy, em phải đi khởi nghiệp. Em phải đi tìm một tương lai mới. Chứ ở mãi với cái người nghèo hèn như anh ấy, thì làm sao mà ngóc đầu lên nổi. Mà lần sau ấy, có cái việc gì thì anh cũng không nhất thiết phải đến công ty em đâu. Em không muốn mọi người thấy được sự hiện diện của anh. Bây giờ em đi về. Sao em thấy chiếc xe hôm nay khác với cả chiếc xe hôm trước anh đón em thế? Anh nhiều ô tô mà, mỗi hôm anh đi một con. Sáng ngủ dậy sẽ tùy vào tâm trạng mà anh chọn xe để đi ấy. Kia chẳng phải cái trà người yêu của Lâm à? Nó đang khoác tay ai chưa? Khách sạn á? Tôi nghe đây. Alo, Lâm à? Đang ở đâu đấy? Đang đi chạy ship bình thường thôi. Nhưng mà sao có việc gì mà nghe giọng gấp gáp thế? Tôi vừa thấy cái chàng người yêu của ông, nó đi với cả thằng nào vào khách sạn ấy. Anh uống nốt cái cốc trà sữa mấy chục nghìn của anh đi. Còn bây giờ ấy, em phải đi khởi nghiệp. Em phải đi tìm một tương lai mới. Chứ ở mãi với cái người nghèo hèn như anh ấy thì làm sao mà ngóc đầu lên nổi. Đồ, bà cứ để yên đấy, tôi đến ngay đây nhá. Để tôi nhắn địa chỉ cho, ông yên tâm. Tôi sẽ đứng ngoài này dừng chúng nó cho. Đồ, tôi đến đây. Đâu rồi? Hai người đấy đâu rồi? Chúng nó vẫn chưa ra. Mày đứng lại. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Lâm, ông bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh à? Tôi phải bình tĩnh thế nào? Thấy người yêu mình mà trong khách sạn không một tầng khác, bà bắt tôi phải bình tĩnh à? Này, anh đừng có động vào người yêu cá mập của tôi nhá. Người yêu cá mập á? Đúng. Anh ấy là cá mập, đã đầu tư cho tôi khởi nghiệp. Anh ấy là long mạch của cuộc đời tôi. Còn anh ấy chỉ là cái loại tép diu, là loại cống rãnh mà tôi vô tình dẫm phải thôi. Cô đúng là cái loại đàn bà khốn nạn tệ bạc. Thằng Lâm nó nai lưng ra, nó đi làm kiếm tiền để nuôi cô ăn học, nó còn đóng tiền nhà cho cô. Thế mà bây giờ cô lại cắm sừng nó như thế à? Nhưng đấy là anh ta tự nguyện nuôi tôi, chứ tôi có ép anh ta đâu. Cô đúng là cái loại ăn cháo đá bát, tham phú phụ bẩn ấy. Phụ nữ bây giờ ấy, người ta tỉnh táo lắm em ạ. Thà khóc trên ô tô còn hơn là cười ngồi trên xe máy. Sau ngày xưa em nói em sẽ ở bên anh mãi mãi thôi mà, sao giờ em lại như thế này hả Trà? Để tôi nói cho anh biết nhá, sự chung thủy trong tình yêu ấy chỉ tồn tại khi chưa có mối nào ngon hơn thôi. Anh, mình đi thôi. Thôi, từ giờ không cần phải cố gắng vì cái loại tệ bạc đấy nữa. Bây giờ ông hãy sống vì mình đi, nhá. Từ nay em sẽ dọn đồ về sống chung với anh nhá. Mình khoan nói chuyện đó được không? Bây giờ anh và em ấy, làm chuyện nào cấp bách hơn đi. Dạo này mình làm chuyện này hơi nhiều anh ạ. Em hơi bị mất sức. Mất sức à? Thế bây giờ anh phải làm gì để cho em hồi sức lại đây? Cái việc em có hồi sức hay không ý, nó còn phụ thuộc vào cái này của anh này. Cái này á? Thế thì em cứ thoải mái đi. Cô em hồi sức hơi bị nhanh đấy. Anh bất ngờ đấy nha. Có tiền mua tiền còn được, chút sức lực đó để phục vụ anh có là gì đâu. Sao anh lại cười? Thế này thế nào? Cô em nghĩ là anh giàu thật đấy à? Để nào cho em biết nhá, không có một thằng đại gia nhiều tiền nào ấy nó ngu đến mức dẫn gái ngoài đường về nhà đâu. Anh định chơi tôi à? Anh định giở trò gì với tôi? Anh nói với tôi là anh giàu lắm mà. Anh có nhà, có xe. Anh có sẵn sàng cho tôi 15 triệu ngay từ lần đầu gặp mà. À, đấy là chiêu trò thả con săn sắt, bắt con cá rô của anh thôi. Khi anh gặp bất kỳ một cô gái nào, anh sẽ cho họ 15 triệu để lấy lòng tin. Sau đấy thì anh cứ chơi tẹt ga thôi, đến khi nào bị phát hiện thì thôi. Còn nhà với cả xe á, anh mượn đấy. Thằng khốn nạn, tao đã sẵn sàng tự bỏ tất cả để theo mày. Vậy mà mày nói đâu nào đối xử với tao như thế. Mày tự xem lại bản thân mình đi. Cái loại đàn bà ham vật chất như mày lại còn đòi người ta đối xử tử tế, tình nghĩa với mày á. Thôi, tìm chỗ khác mà ở. Căn hộ này đến ngày tao phải trả thôi. Cuối cùng thì ước mơ thành lập công ty vận chuyển của ông đã thành hiện thực rồi. Bao nhiêu năm làm shipper, giờ mới được đền đáp xứng đáng đấy, nhờ. Đấy còn nhờ vào sự trợ giúp đắc lực của bà nữa. Không có bà đi tìm nguồn nhân lực cho thì còn lâu tôi mới có thành công ngày hôm nay. Thế thì hôm nay, nhân ngày thành lập công ty, ông phải khao tôi một bữa ra trò đấy. Nhất trí. Đi. Hôm nay lạnh thật đấy. Con lại ông đi qua, con lại bà đi lại cho con xin vài đồng tiêu qua ngày ạ. Dạ, con cảm ơn ông. Chà. Dạ, ông nhìn nhầm người rồi ạ. Cha. Cứ mải mê chạy theo đồng tiền, giờ bị tiền nó quật cho đấy. Anh thấy thịt mông này có ngon không? Được đấy nhở, chỗ này chắc phải 5 cân. Đây là loại thịt đặc biệt, chỉ bán cho anh thôi nhá. Em ơi, em làm gì đấy? À, cầm một cân như thế? Ừ, trên bàn thật quá, em không để cân được. Em cầm dưới này cân cho dễ. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Thịt của anh đây. Anh rất thích thịt mông ở đây. Lần sau anh quay lại tiếp được không? Ôi, anh quay lại ủng hộ vợ chồng em ý thì vợ chồng em lại vui quá. Sao anh phải hỏi? Mà em nói cho anh nghe nhá, thịt lợn bên em ý là bên em nhập lợn ở trên vùng quê ấy. Đảm bảo với anh là không cám cò, không hóa chất. Mà đảm bảo nhá, thịt mông là cũng không tiêm gì luôn. Yeah. Anh thì thế nào cũng được, miễn là vợ em bán là được. Của anh em bao tiền nhỉ? Của anh 200.000 thôi ạ. Anh chuyển khoản nhé. Đây là số điện thoại cũng như số tài khoản của em. Có gì thì anh cứ alo em nhé. Nhà em có đầy đủ các loại thịt, từ thịt mông sấn tới cả thịt nầm nữa, đủ cả. Ok. Anh chuyển rồi nhá. Dạ. Cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn anh. Em. Khách cũng vãn rồi đấy. Em trông con một tí được không? Con quấy quá. Em ra góc đằng kia kìa, cho con tim một tí. Chồng với chả con, có mỗi việc dỗi nhau mà làm cũng không xong. Đúng là vô dụng. Sao em nói anh với con như thế nhỉ? Con còn bé, bện hơi mẹ là chuyện bình thường mà. Đây, hộ anh một tí. Thôi, anh đừng có nói nữa. Anh đưa con về phòng trọ đi, để em yên ổn bán hàng. Anh đã bảo với em rồi ấy, là từ ngày sinh con, em không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần ở nhà trông con thôi. Con còn nhỏ, cần phải có mẹ chăm sóc chứ. Em không muốn suốt ngày ru rú ở nhà chăm con đâu. Em muốn ra ngoài giao lưu, buôn bán với mọi người. Anh hiểu không? Anh mua thịt về rồi, em đi đâu đấy? Giờ em phải lên công ty gấp. Tự dưng hôm nay ở công ty xảy ra chút chuyện rắc rối, nên là chắc phải đến tối em mới về được cơ. Hôm nay em không ở nhà ăn nướng với chồng được rồi. Anh đã mất công mua tất cả mọi thứ, mua thịt, mua rau để về ăn với em rồi. Bây giờ em lại đi à? Thôi em xin lỗi mà, hôm sau em bù cho nhá. Giờ em phải lên công ty gấp đây. Alo, cô gái ăn thịt mông sấn đấy à? À, em biết là Ban nãy anh mua ít thịt mông sấn, nhưng mà anh ăn nướng, vẫn còn đang thiếu ít nầm nữa. Em ship qua cho anh được không? Có ngay đi ạ, em ship luôn cả tặng thịt cho anh luôn. Ok. Anh cũng mạnh mẽ lắm ấy nhá, giữ người ta từ sáng đến chiều mới thả ra. Thế này thì em làm ăn buôn bán kiểu gì? Với cả em mà không bán được hàng ấy, anh phải nuôi em đấy. Đây là tiền anh mua thịt mông và nầm hôm nay. Yên tâm, anh không để em thiệt đâu. Thế lần sau lại tới nhá. Đã bảo không phải lo. Anh đã hài lòng với dịch vụ của em ấy. Thế sẽ còn gọi em dài dài, chứ không như con vợ anh, chán lắm. Ừ, anh có vợ rồi nhỉ? Mà sao có vợ rồi em vẫn gọi em về thoải mái như thế? Vợ anh ấy là một người cuồng công việc. Cô ta lúc nào chỉ biết công việc thôi. Vợ chồng anh có khi cả tháng mà chẳng gặp nhau ấy. Có gì đấy đâu mọi người. Bảo sao anh cứ như hổ đói như thế. Thôi em phải về đây. Ừ, về đi. Đóng ngay cửa nhá. May quá, chị giải quyết xong hết việc rồi. Bây giờ mà làm đến tối chứ chị xỉu luôn mất. Giờ chị về đến nhà rồi, mấy đứa làm nốt chị nhá. Chào em. Em là... Tự nhiên hỏi người ta. Thì đây là cửa nhà chị. Chị thấy em đang đứng trước cửa nhà nên chị hỏi thôi. Em tìm chị à? Chắc đây là vợ anh ta. Chắc chị là chị nhà. Em bán thịt lợn ở dưới khu nhà mình. Anh có mua thịt nên em ship tận nhà cho anh. Sao lại thế được nhở? Trưa nay chị vừa thấy anh nhà chị mua rất là nhiều thịt rồi mà. Sao lại mua thêm được chứ? Thì thịt lợn mua có giờ là thừa đâu. Mua càng nhiều càng tốt. Với cả mình không ăn hết ấy, mình có thể để tủ đông. Chiều nay em mới mở con lợn mán nên thì rất là ngon, cho nên anh đặt thêm. Mà này, em nhìn chị ấy, gầy quá. Chị phải ăn thịt nhà em nhiều vào. Tăng cân lên chút đi. Tăng những chỗ cần tăng ấy, để còn giữ chồng. Gu đàn ông bây giờ ấy, họ thích phụ nữ phải đầy đặn. Vòng nào ra vòng đấy, như em này. Thôi, em phải đi đây. Chào chị. Em đi đâu đấy? Sao anh gọi mãi không được? Anh lớn giọng với em đây à? Em đi làm chứ có đi chơi đâu. Anh biết là em đi làm rồi, nhưng mà em đi ship thịt thôi, đi từ sáng đến tối. Anh cũng phải lo chứ. Thì ship thịt xong, em còn phải giải quyết một số công việc nữa, nên về muộn. Công việc? Công việc gì? Em bảo với anh ấy là em đi ship thịt cho anh mua thịt hồi sáng. Thế công việc gì nữa? Nói anh nghe. Việc quan trọng mà em bảo anh rồi, cứ ở nhà đợi đi. Anh tha lôi con ra đây làm gì? Em có biết không? Anh phải nhờ hàng xóm trông con để ra dọn hàng cho em đấy. Xong rồi về nhà thì con khóc, khóc đến mức lịm đi đây này. Nó nhớ em, nó cần sữa mẹ đấy. Nên là anh mới bế con ra đây để tìm em. Rách việc, con đi về đi. Sao trong bồn rửa mặt lại có vụ thịt sống rơi vào thế này? Chắc chị là chị nhà. Em bán thịt lợn ở dưới khu nhà mình. Anh có mua thịt nên em ship tận nhà cho anh. Sao lại thế được nhở? Trưa nay chị vừa thấy anh nhà chị mua rất là nhiều thịt rồi mà. Sao lại mua thêm được chứ? Thì thịt lợn mua có giờ là thừa đâu. Mua càng nhiều càng tốt. Với cả mình không ăn hết ấy, mình có thể để tủ đông. Chiều nay em mới mở con lợn mán nên thì rất là ngon, cho nên anh đặt thêm. Có vụn thịt rơi ở đây, nghĩa là cô ta đã vào đây rửa tay. Tại sao đi ship thịt thôi mà anh Cường lại cho vào tận đây để rửa tay nhỉ? Sao nắp lọ dung dịch vệ sinh của mình lại bị kênh thế này? Mình dùng xong luôn đóng chặt nắp vào mình. Chẳng lẽ ngoài mình ra mới có người dùng nó. Vậy thì... Làm sao đấy? Sợ đẩy anh ra? Nên mệt, mệt. Tốt nhất anh đừng động vào người em. Lại cái Văn đấy, lúc nào cũng đừng động vào người em. Sao em suốt ngày xa lánh, hát đùa anh nhá hả Linh? Chả mấy khi được về sớm, anh chỉ muốn hai vợ chồng gần gũi cho tăng tình cảm lên thôi. Mà em không cho anh à? Em làm sao đấy? Cường, Cường cho 5 cân mông sến em ơi. Phần tin nhắn không thấy có gì cả. Để vào thử app ngân hàng xem thế nào. Sao dạo này anh ta hay chuyển tiền cho người tên là Nguyễn Thị Trinh? Mỗi lần chuyển đến vài triệu. Nội dung là chuyển tiền mua thịt. Mua thịt gì mà xoạch cái hết mấy triệu vậy? Mình nghỉ một lát rồi làm việc nữa em nhé. Khiếp, anh cứ như là chạy lấy KPI không bằng ý. Làm thêm cái nữa, vợ anh biết thì sao? Nó đi công tác nước ngoài rồi, bay từ sáng rồi cơ. Em cứ thoải mái mà chiều anh. Em công nhận vợ anh xinh thì xinh thật đấy, nhưng mà bận rộn quá, nhìn chị ta chẳng có tí sức sống đâu cả. Chả thế thì sao? Làm sao mà ngon nghề đấy như em? Tôi không có sức sống. Nhưng mà sức để đánh cô thì tôi có thừa đấy. Vâng, anh tưởng em đi công tác, sao lại về giờ này? Cả chồng nữa, sao anh lại ở đây? Cô còn mở miệng ra để hỏi tôi được à? Chị Linh đã nói cho tôi biết tất cả. Em chào chị ạ. Chị có đặt thịt ở hàng thịt của em ấy, em mang đến cho chị đây. Em vào nhà đi, chị có chút chuyện cần nói với em. Dạ vâng. Nhà chị đẹp thế. Em là Hùng, chồng của Trinh bán thịt lợn ở dưới nhà đúng không? Dạ vâng. Sao lâu lắm rồi chị không gặp em nhỉ? À, khoảng thời gian vừa rồi em dẫn cháu về quê để tiện cho bà nội chăm sóc chị ạ. Con em mới được mấy tháng thôi mà, sao lại đã phải xa mẹ rồi? Mà vợ em không về quê cùng à? Chuyện nó cũng phức tạp lắm chị ạ. Nhưng mà chị mời em vào đây không phải để chị hỏi mỗi chuyện này đúng không ạ? Chị bảo em xít thịt lên đây chỉ là cái cớ thôi. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị cứ nói đi ạ. Ôi rồi, chị làm nghiêm trọng thế, em sợ đấy. Đã bao giờ em nghĩ rằng tại sao vợ em lại mải mê với công việc buôn bán đến mức bỏ bê chồng con chưa? Hôm trước em bế con đứng đợi vợ ở dưới sảnh, chị nhìn thấy hết rồi. Thực ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi. Em chẳng hiểu sao thời gian gần đây cô ấy thay đổi nhiều lắm. Nhiều lúc em nhìn lại em không biết đấy có phải người con gái mà em từng yêu không nữa. Chị đang nghi ngờ vợ em và chồng chị ngoại tình với nhau. Chị nói sao cơ ạ? Dù chị mới chỉ có những bằng chứng gián tiếp thôi, chưa bắt quả tang tận tay. Nhưng mà thường thì trong những tình huống như thế này, sự nghi ngờ của chị chưa bao giờ là sai cả. Không thể như thế được ạ. Chị biết là rất đau khổ và khó khăn, nhưng mà cả chị và em đều phải đối diện trực tiếp với chuyện này. Chúng ta phải bắt quả tang tận tay họ, để cho họ không thể chối cãi được nữa. Tôi đã có tất cả bằng chứng hai người lén lút tằng tiệu sau lưng tôi, nên hôm nay tôi giả vờ đi công tác để bắt quả tang tại trận các người đấy. Con cô ở nhà thì quấy khóc, trong khi đó thì cô làm gì? Cô ăn nằm với người đàn ông khác để thỏa mãn thú vui cho bản thân mình như thế à? Cô có thể là một người vợ tôi vẫn cố gắng chấp nhận cô được. Nhưng mà cô thử nhìn lại bản thân mình đi, xem cô có còn giống một người mẹ nữa không à? Tôi phải đi kiếm tiền cho tôi thôi. Bán thịt lợn mãi, bao giờ mới phất lên được? Một lần bên anh Cường là anh cho tôi số tiền mà cả một tháng tôi bán thịt lợn với anh đấy. Cô biết số tiền đó từ đâu mà có không? Từ công sức làm việc không quản ngày đêm của tôi mà có đấy. Tôi ngày đêm bôn ba, làm việc cật lực, chỉ mong có thể đem lại cuộc sống sung túc cho gia đình mình, cho anh và cho những đứa con tương lai của chúng ta. Vì tôi biết rằng công việc của anh không được thuận lợi như tôi. Nhưng mà có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Vô nghĩa. Được thôi, tôi cũng chán cảnh này lắm rồi. Làm một thằng đàn ông nhưng suốt ngày phải chúi xuống góc bếp cung phụng, phục vụ lại vợ như cô á, còn lâu đi. Sao anh nói là anh thích như vậy? Tôi nghĩ là anh là người đàn ông của gia đình, anh muốn chăm sóc nhà cửa, nên tôi mới bảo anh cứ ở nhà đi, còn việc kiếm tiền để tôi lo. Tôi không ngờ anh lại âm thầm hận tôi như thế đấy. Được rồi, chúng ta ly dị đi. Anh hãy trả lại hết tất cả cho tôi. Từ giờ anh hãy sống tự sinh tự diệt, để xem không có tôi anh có sống được nữa không. Còn cả cô nữa đấy. Quẩy thịt lợn này tôi sẽ ra lại cho cô. Tôi cùng với con sẽ về quê. Từ bây giờ trở đi, tôi không muốn dính dáng đến cô thêm bất kể một chuyện gì nữa. Đâu. Không làm được ấy, lấy cái gì đổ vào mồm. Tôi không nuôi báo coi như con vợ cũ đâu.